Đâu sẽ là một cái lý do hợp lý cho câu chuyện VNIndex hiện tại chưa vượt được vùng 1.300. Và sau đây em thì sẽ trò chuyện mọi người cái câu chuyện tại sao lại chưa vượt được vùng 1.300. Và hiện tại dòng tiền đang ở đâu? Và cái dòng tiền có lan tỏa hay không? Và nhóm dẫn hiện tại đang như thế nào? Thì chào mừng mọi người đến với cái buổi livestream của Hoàng Thịnh trong ngày hôm nay. Thì rất mong mọi người hãy nhấn thích video, nhấn like kênh của Hoàng Thịnh nhé. Đầu tiên thì nói về cái câu chuyện về vĩ mô một tí. Thì sáng nay thì có đề cập trong cái room khách hàng rất là rõ rồi nhá. Đó là nhìn nhận về cái câu chuyện vĩ mô hiện tại. Thì hiện tại không được mấy là tích cực. Tại vì sao? Tỷ giá quay trở lại. Và mình cũng nhớ cái đợt mà cái câu chuyện về tỷ giá USD chúng ta nó đã có những cái lần nó tăng lên rồi giảm xuống đúng không? Đó, ví dụ nhìn nhận về câu chuyện của một tháng này, thì bắt đầu từ tháng 7 này cho đến tháng 9 này là cái câu chuyện này là tỷ giá giảm. Tại vì sao? Tại vì là chúng ta đỡ bớt áp lực và kèm đó nữa là chúng ta cũng đã có những chính sách như là gọi là bán USD nhé. Đó thì liên tục như vậy dẫn tới là cái câu chuyện nó đỡ hơn. Nhưng mà để rồi cái câu chuyện của chúng ta đó là cơ hội vàng để chúng ta kiểm soát được cái tỷ giá thì chúng ta đã gọi là bỏ qua rồi. Bây giờ chúng ta đã quay trở lại thời điểm khó khăn lại, tỷ giá lại bắt đầu khó khăn trở lại. Và rồi chúng ta phải buộc đưa một số chính sách. Ví dụ như là chúng ta hút ra một kênh tín phiếu. Và như thì nói rồi, nếu như cái câu chuyện tỷ giá nó vẫn tiếp tục tăng như thế này và không chững lại thì cái câu chuyện có thể sẽ là thực hiện một số cái kênh hút tiền nha ở thị trường mở, hoặc có thể còn phải bán USD để ổn định tỷ giá này cơ. Đó, thì cái câu chuyện thì nó có thể như vậy, trong tương lai chúng ta không biết được. Nhưng hiện tại đang dễ xảy ra những tình huống như vậy. Và nếu như tình huống này xảy ra thì ngân hàng sẽ cứng mặt xin, cứng thanh khoản. Và rồi ngân hàng có thể sẽ bắt đầu giảm nguồn cho vay hoặc là nâng cái mức lãi suất. Thì điều này xảy ra thì đồng nghĩa việc là mặt xin của thị trường sẽ bị căng. Thì dễ có một đợt cô mặt xin. Đó, về góc độ vĩ mô nhé, vĩ mô như vậy. Đồng thời đó là cái câu chuyện tỷ giá phải tăng cho đến tận tháng 11. Tại vì sao? Tại vì là cái câu chuyện nâng lãi suất sắp tới thì ông Fed hiện tại ông đang có một số cái câu chuyện ông đang dè chừng. Ông có thể ông sẽ là không tăng lãi suất, không giảm lãi suất luôn, cũng có thể là giảm chỉ 0.25 thôi, không được như 0.5 như trước. Đó là một số cái vấn đề đó. Cho nên thì mình nghĩ là vẫn nên ưu tiên vấn đề đó là hạ bớt mặt xin nha, hạ mặt xin và cầm tiền. Đồng thời chúng ta cầm tiền đó, chúng ta sẽ lựa chọn được nhiều cổ phiếu khi nó bắt đầu nó tích lũy cạn cung và nó đẹp. Ví dụ nha, như mình nói rồi, ở một cái câu chuyện của một cái cổ phiếu nó muốn nó lên thì nó phải đạt những yếu tố. Ví dụ có thể nó cần phải tích lũy đó, tích lũy rồi cạn cung đúng không mọi người? Đó, hoặc có thể nó cũng sẽ đi theo cách gọi là rũ bỏ nền. Đó, thế nên là hai cách gọi là khá là cơ bản của một cổ phiếu. Đó, thì hiện tại chúng mình nhìn nhận về một số mã phiếu banh, ví dụ như là mã cổ phiếu STB đó, hay là cổ phiếu như là Eximbank đi. Cái câu chuyện Eximbank này là câu chuyện của một cổ phiếu nó gãy nền, gãy một cái nền này đó, rồi bỏ cái nền, có thấy không? Rồi nó mới tăng, xong rồi nó mới tăng lên. Đấy, thì cái nền nó chỉ đang quanh đây mà gãy rũ một cái và làm cho lượng cung bán hết. Và ngay cây này là một cây mà trao tay rất là lớn và tạo lập gom phát cuối kéo lên. Đó, thì những mã cổ phiếu có thể sẽ đánh giống cách này, hoặc có thể sẽ đánh giống theo cách gọi là cách tích lũy xây nền. Đó, xây nền ví dụ như là VG thì có nói trước đó đúng không? Kiểu tích lũy này, đó, xây nền này. Nhưng mã cổ phiếu như là MSB, TCH vân vân, Tiên Phong Bank vân thì đang giống với những cái cây nến này và dễ bị quay đầu trở lại để tích lũy lại. Như này phải tích lũy lại ngang, bo hẹp lại và cung bị cạn, thấy không? Khối lượng cực kỳ thấp. Đó, thì sau đó mới dễ lên lên. Hoặc đòn lại về là tích lũy cung cạn dần này. Đó, thì mới ok. Thì mới dễ lên. Thì với những mã cổ phiếu như là Techcombank hay kể cả như là Tiên Phong Bank vân, hay kể cả MHB vân, thì nó cần phải tích lũy cung nó cạn lại và cái nền nó bo, cái nền nó thắt lại. Nó cần tích lũy thêm đây vài nhịp nữa thôi là rất là đẹp cho một cú đi lên. Đó, rồi kể cả về Tiên Phong Bank cũng vậy thôi. Nó đánh một cái biên khá là lớn và khá là xấu, cho nên là phiên ngày mai nó có thể sẽ về đây và tiếp tục tích lũy quanh cái nền này. Đó, và khi nào thắt chặt lại rồi mới lên. Hoặc có thể là tạm một cú gọi là gãy nền rũ. Đó, gãy nền rũ rồi mới bật lên tăng giống như mã phiếu Eximbank. Hình dung không? Rồi MHB cũng vậy nhá, Mùi nhá, MHB cũng vậy, sẽ đánh giống như Tiên Phong Bank thì vừa nói. STB là câu chuyện khác. STB hiện tại chúng ta đã kéo support này rồi đúng không? Và hiện tại chúng ta thấy là vẫn đang tốt. Nếu như tiếp tục nó xem một cái nền mới ở đây đó thì chúng ta tiếp tục tích lũy nắm giữ, và khi nào thủng cái nền này chúng ta mới bán nhá. Đó, và hiện tại thì những mã cổ phiếu bank như thì nói rồi, trong cái xuống ngày ngắn hạn thì rất dễ đến vào câu chuyện đó là hai đỉnh này, rất là hai đỉnh phân kỳ nhá. Đó, ACB rồi kể cả CTG rồi BIDV, tất cả cổ phiếu gần như là đều dễ như vậy. Nhưng mà nó cũng sẽ xảy ra một tình huống là bắt đầu đi tích lũy ngang lại, giống như mạo phía BDV này, từ từ bò lên. Đó thì với câu chuyện hiện tại của một số ngành banh, một số mạo phiếu banh luôn nhá, đa phần đều như vậy cả, chỉ có vài cổ phiếu khỏe thôi, một vài cổ phiếu khỏe thôi. Đó, ví dụ như là có những mạo phiếu Eximbank là mạo phiếu khỏe, còn đa rồi STB cổ phiếu khỏe, còn đa phần các cổ phiếu hiện tại đang muốn tích lũy lại, xây nền lại. Đó, và đó là do tại sao thị trường mùa hè đấy chậm, từ tuần rồi là như vậy, đó thứ sáu rồi là như vậy. Và cái câu chuyện của cái ngành banh nó đã đưa đến câu chuyện là VNIndex không vượt được vùng 1.3. Tại vì sao? Tại vì là ngành banh là cái ngành mà chiếm tỷ trọng vốn hóa rất là lớn của VNIndex, và nó chiếm cái câu chuyện rất là lớn cho VNIndex có vượt được vùng 1.3 hay không. Và nếu như nó đồng thời nhé, đồng thời nó cùng tăng đó, ngành banh cùng tăng cùng với nhóm ngành nhỏ V đi đó, thì cái việc tăng lên vượt lên vùng 1.3 là đơn giản và dễ xảy ra. Nhưng mà với câu chuyện đó là nó không làm được điều đó, nó lại tiếp tục tích lũy xây một cái nền này, thì thị trường nó cũng phải tích lũy xây nền, hoặc nếu như nó gãy nền rũ thì thị trường nó cũng sẽ bị gãy nền rũ. Đó, cho nên ta phải phụ thuộc vào banh rất là nhiều. Hiện tại gần như tất cả các nhóm ngành đều đua nhau gãy nền. Đó, thì nói rồi, đơn thì nói rất là rõ rồi, nhóm ngành bán lẻ mà đã đua nhau gãy nền tích lũy lại. Bất động sản công nghiệp vậy, khá là tương đối yếu, cũng đang bắt đầu đua nhau xây nền, rồi là bắt đầu nhiều mã phiếu gãy nền. Nói chung là vẫn chưa ra cái nền đẹp. Rồi bất động sản hiện tại thì cũng có vài cổ phiếu được gọi là ok, tích lũy lại ok, còn đa phần thì cũng đang bắt đầu cắm đầu lại sau khi dòng tiền vào yếu ớt. Rồi chứng khoán thì hiện tại gãy nền rồi, gãy rất nhiều mã phiếu gãy nền, tương đối xấu rồi. Đó, lên kiểm tra được 30 không thành công, cắm đầu lại này. Đó, khá nhiều mã phiếu yếu, thấy không, rất nhiều mã phiếu yếu. Đó, rồi cái câu chuyện ngành dầu khí lại ok, đang có nhiều câu chuyện nó đang cược trong ngành dầu khí. Cho nên nhiều khi chúng ta có thể ngắm nghía thử câu chuyện này về định giá rẻ. Dệt may thì cũng gãy nền thôi. Đó, cho nên là đa phần các cổ phiếu hiện tại đều đang trong cái nền tích lũy hoặc là gãy nền. Cho nên đánh giá là nó không phải là một cái thị trường đúng là đẹp để chúng ta đầu tư. Đó, chúng ta bắt đầu thu gọn danh mục lại, hạ và sinh, cầm bên trọng vừa phải với một số cổ phiếu chắc ăn như là banh, nó có thể gọi là cái nền tốt thì nó cầm. Đó, không thì nói rất là rõ ràng nhá. Từ cái thời điểm trước này, đó nói rất là rõ ràng. Đó, rất là rõ ràng cho cái việc chúng ta canh hạ tỷ trọng. Chúng ta có vào một tí với đất xanh thôi, còn ưu tiên nó vẫn nắm giữ là banh với Masan, còn ta vẫn canh hạ tỷ trọng này, trước chốt lời từng phần này. Đó, lý do tại sao Vân thì nó phân tích rất là rõ ở cái phiên thứ sáu rồi, khá là sớm, là lúc 9 giờ, để cho người nhận được cái câu chuyện là hiện tại thị trường khó vượt được. Đó, và hôm nay thì chúng ta đánh khá là đúng với kịch bản, thật ra là nó sẽ linh sinh và nó khó, nó vẫn chưa muốn một phát giảm ngay được, tại vì nó phải linh sinh để cho nhiều nhà tư bơm thêm mà xin vào. Đó, thì sau đó nó mới có thể một cú nó quét, tại vì nó cần phải quét, nó quét thì nó mới tạo được cái nền đẹp cho một số mã phiếu banh lên, hoặc nó phải tích lũy rất lâu, tức là mọi người chấp nhận cho việc quét thì nó sẽ tăng lại em tức. Mà nếu như mà nó chấp nhận cho câu chuyện là tích lũy thì phải tích lũy rất là lâu để cho banh tích lũy. Đó, cái gọi là ưu nhược điểm tại phụ thuộc vào banh rất là nhiều. Đó, cho nên là mọi người hãy nhìn nhận vào banh để mọi người chuẩn bị cho tình huống nhá. Đó, và về vĩ mô thì nói rất là rõ rồi, hiện tại tỷ giá là một câu chuyện không mấy là tươi đẹp, đồng thời là cái tiền mà xin dư là mà riêng ở các thị trường chứng khoán tại đang tương đối cao, và cái việc tương đối cao này nó dẫn tới câu chuyện là hiện tại nó không tốt cho cái thời điểm hiện tại, khi mà nhà nước hiện tại đang đưa những sách bắt đầu hút dòng trở lại, mà đồng thời cái câu chuyện hút dòng này mà kèm với nó tỷ lệ mà riêng cao như này thì dễ xảy ra một câu chuyện đó là cô mà xin xảy ra. Đó, cho nên thì nghĩ là chúng ta nên thận trọng một tí là như vậy. Hôm nay thì có vào một tí với HIC, thì nhìn cái chặt tuần HIC đẹp quá, mà thấy không, tập tuần cực kỳ đẹp. Tập tuần như này thì nó thì đang cưa cú này, cú spring, và cú này cú test tạo nền này. Đó, để có một cú này kiểm tra phía trên này. Đó, đang giống cái mã phiếu là phiếu STB thôi, của cái cú này thôi. Đó, cú tích lũy lại đây này, đó tăng mạnh lên trên. Đó, ta cược thôi, cược mua tí tầm khoảng 20% tỷ trọng thôi. Rồi đất xanh vậy thôi, đất xanh có làm cái nền ở đây mà cược thôi, cược đây là cú spring thì nó sẽ có một cú này nó lên nữa thôi. Đó, mà cược với câu chuyện như vậy nhá. Ở chặt tuần thì mua chặt tuần, bạn thì nó cược cái chặt tuần nhiều hơn và chặt ngay. Đấy thì để mà nói về cái câu chuyện của một số cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm được thì mình nghĩ là vẫn là một số mã phiếu như là Masan, Thấy không? Sẽ mời Masan nhá. Masan là mã phiếu xanh, cái này rất là đẹp, tôi đuổi rất ok và dễ đây là cú PU trong cái nhịp này đến lên trên, cho nên là Masan nó tích lũy lại và đồng thời nó vẫn chưa có một cái đỉnh nào hết, nó dễ có những cú tiếp tục tích lũy và lên nữa nhá. Với một số mã phiếu như là Techcombank thì nghe tích lũy lại, 10 trợ đỡ tích lũy lại nhá, thì mới ok được, còn không thì rất dễ có những tình huống xấu rủi ro ở đây đó, tích lũy lại, hoặc là một số mã cổ phiếu như là MSB cũng vậy, ở đây tích lũy lại nhá. Đó, chúng ta hiện tại đang quanh cái giá vốn chúng ta, ví dụ như là MSB người ta mua giá 12.6 12.7 đó, hoặc là Tiên Phong Bank người ta mua giá 17.4.5, thì bây giờ nó quanh giá vốn chúng ta đó, thì tùy thôi, có thể chúng ta sẽ chấp nhận cho đứng ngoài, tại vì nó không đánh đúng kịch bản, hoặc là sẽ bắt đầu nắm giữ để chờ đợi khi nào gãy nền cắn support thì ta bán, tùy mọi người. Hiện tại thì đang đánh giá là nó cần phải kiểm tra cái nền này, nếu là kiểm tra tốt thì mình sẽ giữ đó, còn không thì mình sẽ bán ra, chấp nhận lỗ có một hai like nhá. Rồi với một số mã cổ phiếu ngành bất động sản thì đánh giá cũng tốt này, những Đức Xanh này, nó đang cố gắng xây cái nền đây, bạn thì nó cược cú vai vào đây, thì nếu như tiếp tục tích lũy lại đây nó đủ đẹp đi, đủ đẹp để xây một cái nền đây đủ đẹp ở đây thì ok. Đồng thời chạm một giờ nó cũng chưa đến, chứ nó có giảm xuống đây thì nghĩa là cũng sẽ vòng lại được nha, vòng lại được sớm những cái cú này, nó vòng trở lại em tức này đó. Rồi HDC cũng vậy thôi, nó đang muốn tạo ba đáy ở đây để lên đó, thì đó hai mã phiếu thì nó cược cái câu chuyện này. Đồng thời thì có một số mã phiếu Ximpan cũng ok này, đây cũng là phiếu thì đánh giá là tương đối tốt với mã phiếu này, cho nên có thể cắm nghĩa thử mã phiếu này được nhá, xem cái này tương đối đẹp với mã phiếu này ở đây đó. Và đây cũng là mã phiếu mà chậm một giờ thì cũng đang cố gắng đánh lên, nhưng mà cái dấu hiệu tụt đỉnh cũng khá là rõ, cho nên phải thận trọng một tí. Để mà nói thêm về một số mã cổ phiếu như là dầu khí, như là BVS này, em thì cũng đang ngắm nghĩa một số mã phiếu này để cược vào cái game cuối năm nha. Đó thì chứ mang như vậy, nhưng mà em thì nghĩ là chúng ta vẫn phải hạ tỷ trọng nha, nắm vững tỷ trọng an toàn và quan sát, chờ đợi điểm mua hấp dẫn, chứ không phải là FOMO theo những cây xanh đỏ thị trường. Vậy có thể là phiên ngày mai sẽ là cái phiên thị trường nó xanh lại, hoặc là phiên thị trường ngày mai có thể là chững lại nhịp giảm, có thể như vậy. Tại vì là nó vẫn sẽ có một nhịp nó lên kiểm tra lại cái đường mà 20 sau khi nó thủng ra đây, cho nên thì nghĩ là nó cũng sẽ là có một cái nhịp để chúng ta đánh giá là sức mạnh nhá, sức mạnh của thị trường chúng ta như thế nào đó. Cho nên thì trước mắt là chúng ta vẫn đang được cái hỗ trợ là nâng đáy lên, đẩy nâng lên từ từ và bo hẹp lại, bo bên này tương đối tốt nhá. Rồi ok, xin chào mọi người, hẹn mọi người ở cái clip tiếp theo nhé.